Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Ngày hôm nay mình sẽ review một số chức năng cơ bản của chiếc Oppo F7 nha các bạn. Rồi, ok. Mình sẽ lột cái miếng giá này ra luôn. Nhìn cho nó đẹp. Rồi. Ở bên cạnh phải của máy thì có một nút tắt mở nguồn nè. Phía trên này là khe gắn SIM và thẻ nhớ. Máy này hai SIM. Còn bên cạnh trái thì mình thấy có hai nút tăng giảm âm lượng. Phía dưới là một cổng sạc micro USB. Đây là cụm loa ngoài. Đây là micro. Đây là jack cắm tai nghe 3.5. Phía sau của máy thì có một cái camera độ phân giải là 16 megapixel. Kế bên là cụm đèn flash. Còn đây là cái vân tay nha các bạn. Phía dưới là logo Apple. Phía trên này thì mình thấy có một cái micro nữa nè. Ở mặt trước thì có một cái camera với độ phân giải là 25 megapixel. Rồi, bây giờ mình sẽ mở máy lên để trải nghiệm thử luôn nha các bạn. Màn hình rất là đẹp luôn. Mình sẽ vào CVUS để xem một số cái thông số của máy. Hiện tại em nó đang chạy chip MediaTek Helio B60 8 nhân nha các bạn. Đây, Oppo F7. Màn hình con này là 6.2 inch, độ phân giải Full HD. RAM 4 và bộ nhớ trong là 64 GB. Đang chạy Android 10. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ lướt web thử xem cái phông chữ rồi cái hình ảnh nó có đẹp không nha. Đây. Màu sắc và phông chữ rất là chi tiết và đẹp luôn. Không có gì phải chê hết. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ chụp thử cái camera của chiếc Oppo F7 để xem em nó chụp có đẹp không nha. Trời, camera nhìn đẹp không các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Các bạn thấy sao? Màu sắc rất là đậm, chi tiết cực kỳ nét luôn. Ok. Camera thì mình chỉ test vậy thôi, không có test sau. Xem YouTube thử nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bằng TV. Và hôm nay mình sẽ chơi thử tựa game PUBG trên cái màn hình phụ của Z Flip 3 nha các bạn. Sao mình thấy mấy cái dòng Oppo cái màn hình nó sắc nét và màu đẹp lắm các bạn ơi. Loa cũng rất là to nữa. Được nè. Và chơi liên quân. Rồi, ok. YouTube thì không có gì phải bàn hết. TikTok đi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ chơi thử một tựa game nhẹ nhàng để xem em nó chạy có mượt không nha các bạn. Còn liên quan với Free Fire thì mình sẽ làm một clip riêng, bởi vì nếu mà làm chung với clip này thì nó sẽ rất là dài. Rồi, vậy là mình đã trải nghiệm xong một vài cái tính năng cơ bản của chiếc Oppo F7 rồi nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.